chuyện quán năm xưa, uống nước dừa hay nước mắt quê hương. Những đường xưa phố cũ, ôi nợ đành quên sao. Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh. Anh giờ im giấc ngủ, tôi nằm nghe sung nổ như lời anh nhắc nhở. Ôi căm hờn dâng ngập lối. Những ngày xưa thân ai, xin buộc vào tương lai. Anh còn gì cho tôi? Tôi còn gì cho em? Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu riêng thù. Những ngày xưa thân ai, xin gửi lại cho em. Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì em ghép combo này để gửi cho anh Thành ở trong Đà Nẵng anh em nhé. Combo này thì là toàn bộ là hàng mới hết anh em nhé, hàng mới 100%, nguyên kiện hết và hàng chính hãng của công ty PS Audio. Đây đồng bộ PS hết anh em nhé. Ở đây thì bộ combo này thì em ghép mà đầy đủ hết tất cả mọi cái gọi là của công ty PS, từ đẩy này, vang nâng tiếng đến micro không dây, đến bộ quản lý nguồn, đến một cặp loa của PS Audio luôn. Anh em để ý ở đây là em ghép vào đây là một cục đẩy. Đầu tiên là về cục đẩy. Cục đẩy là PS Audio với mã là TD450. Đây là mã để đánh trong gia đình, để sử dụng cho gia đình và công suất 500W một kênh. Đánh thoải mái hai cái cặp loa bass 30 này em nhé. Đấy, và với một cái công nghệ mới của cờ lát hát thì cái dòng TD này nó mang đến cho cái chất âm uy lực và ngọt ngào, rất là sáng tiếng, chép rất là mềm. Tiếp theo đây là một cặp loa của PS với mã là HF212. 212 ở đây là bass 30 anh em nhé, một bass 30 một kèn, hàng chính hãng của PS Audio. Tiếp theo đấy là một con vang của PS, đây là PS KX8. Một mã vang rất là đẹp với màn hình hiển thị sắc nét và rất là đẹp, và kèm theo đấy là tính chế độ chống hú gần như là tuyệt đối anh em nhé. Đấy, với các tính năng như là cổng quang, Bluetooth, Echo, Effect, Reverb đầy đủ hết cho anh em. Các chế độ chỉnh rất là dễ dàng, chống hú, màn hình hiển thị lớn, cho màn hình nhìn rất là xa, mặt nhôm đen bóng anh em nhé, đồng bộ cùng một bộ luôn. Tiếp theo đó phần về nâng tiếng, sẽ sử dụng cái bản nâng tiếng cao cấp nhất và đời cao của PS Audio, đó là V800. Đấy. Và một bộ mic của PS Audio VK6, bộ mic không dây với hai tay micro, một sản phẩm micro tiếng được hay, được đánh giá trong gia đình rất là cao. Đấy. Thứ năm là một bộ quản lý nguồn để nó quản lý tất cả các thiết bị bên dưới đây. Đấy, anh em có thể bật tắt và có thể sử dụng thêm cổng USB để sạc cho điện thoại ở mặt trước. Có một cái dưa le rất lớn đằng trước để bảo vệ an toàn hơn cho các thiết bị điện trong gia đình bạn. Có 10 ổ cắm tất cả anh em nhé, 8 ổ đằng sau và 2 ổ đằng trước, anh em thoải mái sử dụng. Với mã là PS Audio D39 anh em nhé. Ok. Và tổng bộ combo này, cả bộ này thì có giá rất là rẻ. Đây là giá cả bộ này giá 18.500.000. 18.500.000 tại Nghĩa Audio anh em nhé. Em sẽ quay gần hơn một chút nữa cho anh em có thể nhìn rõ hơn những cái sản phẩm ở đây. Như anh em có thể thấy ở đây, đây là bộ quản lý nguồn này em nhé, bộ quản lý nguồn này. Anh em có thể sử dụng để bật tắt từng kênh, hoặc là anh em có thể bật nút này để nó sẽ bật tự động lên. Đấy, đây là điện áp đầu vào, đây hai ổ cắm đằng trước nhé, và 8 ổ đằng sau, dây le tổng. Đây là bộ mic không dây VK6 này. Còn đây là cái nâng tiếng cho tiếng hát cũng như tiếng nhạc nghe ngon hơn. Đấy, thì em thử em sẽ cho anh em thấy sử dụng. Còn đây là bộ vang của PS Audio KX8. Rất là đẹp và rất là hay anh em nhé. Là vang cơ thôi, rất dễ chỉnh. Dưới cùng đây là một cục đẩy của PS Audio với mã là TD450. Nếu anh em có nhu cầu sử dụng những con lớn hơn thì nó sẽ có những con TD650, TD850 và TD1100 dành cho những phòng không gian lớn. Phòng này thì đánh thoải mái cho em 25-30m thoải mái rồi anh em nhé. Đây là cặp loa.
Ok, bây giờ em sẽ test nhạc ở trên cái bộ dàn này cùng với nhà hát karaoke. Có thể cho anh em cùng tham khảo nhé. Ok, xin mời anh em cùng theo dõi. Em đi rồi, nửa hồn tôi cứ dài, chân chứa hoài những kỷ niệm ngày xưa. Ngày tôi em gặp gỡ, ngày tạ từ tay vẫy chào, mềm lòng chấp nhận xa nhau bởi dòng đời tựa sóng dâng. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ
thăm bao nơi xưa, vui một mùa lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn say, dù bao tháng năm đau thương giận vui. Trường xưa vắng ta đây ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi ngọt về quê hương. Mười ngón tay em gầy, buôn cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cánh, hái đem cho mọi người. Hát quê hương du dài theo sóng, Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ, mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi sao mà anh yêu em diêm điên rừng vì lao gió hát. Em đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu, anh qua con sông sâu đã bắc cầu, đưa em về đồng cõi anh thương em anh nói. Dòng đầy giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau, người đánh xa